Thời Hoàng Kim, số 12 con giáp thăng tiến ầm ầm, sự nghiệp thuận lợi. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, sống ở trên đời, ai mà chẳng phải trải qua một thời kỳ Hoàng Kim khiến nhiều người ngưỡng mộ. Thế nhưng ở thời điểm ấy không đến một cách đồng loạt mà mỗi người lại ở một thời điểm khác nhau. Vậy liệu quý vị và các bạn có biết thời điểm phát triển huy hoàng nhất của mình là khi nào hay không? Hãy cùng kênh Phong Thủy Gia Cát đi khám phá thời kỳ Hoàng Kim của 12 con giáp trong nội dung chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. 1. Tuổi Tý vừa tốt nghiệp đại học. Bản tính của người tuổi Tý láu cá, họ có thể nhận ra được những lợi ích rất nhỏ nhưng lại không có tài nhìn xa trông rộng. Khi mới tốt nghiệp đại học, con giáp này vẫn còn có tính nóng vội của thanh niên. Hơn nữa, lại ôm trong lòng rất nhiều hoài bão, thế nên họ có thể thực hiện được lý tưởng của mình. Sau khi tốt nghiệp được một thời gian tiếp xúc lâu với mọi người trong xã hội, họ sẽ biết nhiều hơn, hiểu nhiều hơn và ngày càng trở nên cẩn trọng, dè dặt hơn. Rất nhiều suy nghĩ sẽ bị trói buộc bởi tính do dự, nhút nhát của họ. 2. Tuổi Sửu sau khi nhảy việc. Theo tử vi, người tuổi Sửu có tính cần cù, chăm chỉ. Thế nên, khi mới bước chân vào xã hội, họ thường không đặt ra nhiều tiêu chí khi lựa chọn công việc cho mình. Điều này thường dẫn đến tình trạng họ thường chọn phải những công việc không thể giúp họ thể hiện được tài năng. Khi con giáp này có quyết định đổi một công việc mới, cũng chính là khi họ đã xác định được vị trí và giá trị của bản thân, biết được công việc như thế nào mới xứng đáng với mình. Họ sẽ mất nhiều công lựa chọn và tìm được một công việc hoàn toàn phù hợp với bản thân mình, khiến họ gắn bó trong thời gian rất dài. 3. Tuổi Dần sau khi kết hôn. Người tuổi Dần không thích sự ổn định, vì thế, cho dù đã đi làm rồi, họ cũng không thể nào hoàn toàn tập trung cho một công việc. Chỉ đến khi đã kết hôn, có gia đình là mối ràng buộc, họ mới cảm nhận được trách nhiệm trên đôi vai của mình. Con giáp này sẽ bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về sự nghiệp, muốn mình làm nên nghiệp lớn để giúp đỡ gia đình, khiến mọi người được vẻ vang. Vì vậy, đây chính là thời kỳ hoàng kim nhất của người tuổi này. Họ rất dễ tạo nên những thành tích đáng nể. Con đường mà đi chính là con đường thành gia lập nghiệp mà người xưa hay nói. 4. Tuổi Mão, gia đình ổn định. Người tuổi Mão rất hiền lành, dịu dàng và luôn coi trọng những người thân thương nhất đối với mình. Nhiều khi vì nghĩ đến người nhà nên con giáp này không thể tự do thực hiện ước mơ của mình. Khi còn đang yêu, họ luôn suy nghĩ cho người yêu của mình. Sau khi kết hôn, họ lại nghĩ cho nửa kia, cho con cái. Việc gia đình bận rộn khiến họ đôi khi bỏ lỡ những cơ hội đã nằm ngay trước mắt vì muốn lo cho gia đình chu đáo trước. Chỉ đến khi nào con cái của người tuổi này đều đã bắt đầu đi học, cuộc sống gia đình đi vào quỹ đạo, họ mới bắt đầu phấn đấu vì sự nghiệp của bản thân. 5. Tuổi Thìn, quyết định lập nghiệp. Người tuổi Thìn vô cùng cứng cỏi, mạnh mẽ, họ có lòng quyết tâm không ai sánh bằng, lại có tầm nhìn xa, trông rộng. Thế nên nếu cứ làm thuê cho người khác thì họ không thể có không gian để phát triển bản thân. Thường gặp phải cảnh bị cấp trên bảo thủ, đồng nghiệp ganh ghét. Chỉ đến khi con giáp này đủ chín chắn, đủ tự tin, quyết định tách riêng ra để khởi nghiệp thì họ mới có thể phát huy được hoàn toàn giá trị của bản thân mình. Thời kỳ hoàng kim này sẽ giúp họ gây dựng được sự nghiệp cực kỳ đáng ngưỡng mộ. 6. Tuổi Tỵ khi bị dục kết hôn. Tử vi 12 con giáp thấy rằng người tuổi Tỵ không thích chuyện yêu đương, lại càng tránh thích lập gia đình. Thế nên con giáp này có tỷ lệ độc thân khá cao. Thế nhưng sao người nhà có thể để yên cho họ thích sống thế nào thì sống thế ấy? Sau khi thấy rằng họ đã có sự nghiệp ổn định, người nhà chắc chắn sẽ thúc giục họ kết hôn. Còn tuổi Tỵ sẽ tìm cách trốn tránh chuyện này bằng việc đi xa nhà phát triển sự nghiệp. Biến đau thương thành hành động,
sau khi rời đi, con giáp này hẳn sẽ gây dựng được sự nghiệp đáng ngưỡng mộ. 7. Tuổi Ngọ, trung niên. Người tuổi Ngọ luôn cho rằng sự phát triển phải đi lên một cách tuần tự, vì thế thời kỳ hoàng kim của họ đến muộn hơn nhiều so với người khác. Nhờ sự cố gắng không ngừng cộng với kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm làm việc, đến thời kỳ trung niên họ chắc chắn sẽ là một người có bản lĩnh vững vàng, mạnh mẽ khi đứng trước bất cứ một biến động, thử thách nào. Xem thời hoàng kim của 12 con giáp, lúc này hẳn tuổi Ngọ sẽ nhận được sự tin tưởng và khâm phục của tất cả mọi người, chậm rãi bước lên đỉnh vinh quang bằng chính sự cố gắng, nỗ lực không biết mệt mỏi của mình. 8. Tuổi Mùi, thời học sinh. Càng trưởng thành, người tuổi Mùi lại càng trở nên bảo thủ, khó tính. Vì thế, thời kỳ hoàng kim của con giáp này rơi vào thời điểm họ vẫn còn đang đi học. Lúc này, họ vẫn có tư duy cởi mở, dám nghĩ, dám làm. Thế nên, nếu bình thường, họ sẽ là người đứng đầu trong lớp. Còn nếu tài giỏi hơn nữa, họ chắc chắn sẽ làm được những việc khiến nhiều người ngưỡng mộ. Trưởng thành hơn, con giáp này cũng gặp được nhiều người tài giỏi hơn mình. Họ bắt đầu cảm thấy nghi ngờ bản thân, không dám nắm bắt cơ hội, sự nghiệp khó mà phát triển. 9. Tuổi Thân, sau khi nghỉ hưu. Người tuổi Thân chẳng bao giờ ngại thử thách bản thân, vì thế khi còn trẻ, họ hoàn toàn chẳng hề sợ hãi thất bại, nghĩ điều gì sẽ lập tức làm điều đó luôn. Đây là nguyên nhân khiến họ khó có thể đạt được thành công rực rỡ ngay ở thời kỳ sung sức nhất. Chỉ đến khi họ vào độ tuổi trung niên hoặc đã nghỉ hưu, nếu vẫn chưa quyết định nghỉ ngơi, con giáp này với đầy đủ kinh nghiệm mới có thể tạo nên những thành tích đáng ngưỡng mộ. Tuổi Dậu, có công việc ổn định. Người tuổi Dậu kỹ tính, thích soi xét, tìm ra khuyết điểm, lại hay đặt ra yêu cầu cao cho mọi người xung quanh mình. Khi mới bắt đầu bước chân vào xã hội, vì không thấy hài lòng với đủ các yếu tố, nên họ thường đổi hết công việc này tới công việc khác. Chỉ khi nào tìm được một công việc khiến họ thực sự thoải mái, quyết định làm việc lâu dài rồi, họ mới có thể phấn đấu hết mình vì công việc đó. Với đầu óc thông minh, sáng láng, chỉ cần quyết tâm, con giáp này chắc chắn đứng ở vị trí cao hơn người thường. 11. Tuổi Tuất, làm việc 5 năm. Từ trước đến nay, người tuổi Tuất luôn chín chắn, thật thà, làm việc gì cũng cần cù chăm chỉ. Cho dù là khi tìm việc hay tự mình lập nghiệp, họ đều có thể truyền cảm hứng và những cảm xúc tích cực cho mọi người xung quanh. Nhưng thời kỳ đầu, khi mới tốt nghiệp ra trường, họ thường không thể hiện được điểm mạnh của mình. Cách làm việc cũng chưa chắc đã lấy lòng được đồng nghiệp và cấp trên. Phải khoảng 5 năm sau, khi họ đã có được những kinh nghiệm nhất định, thời kỳ hoàng kim của họ mới đến, họ mới thường ghi được những thành tích đáng tự hào. 12. Tuổi Hợi, sau khi mua nhà. Người tuổi Hợi hay lo trước nghĩ sau, chỉ khi nào cảm thấy thực sự an toàn hoặc chắc chắn, họ mới quyết định bắt tay vào công việc. Khi còn chưa mua nhà, gia đình chưa ổn định, họ sẽ cảm thấy lo lắng vô cùng. Chỉ sợ mình có sơ suất gì thì cuộc sống sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Vì thế, họ sẽ không dám thử cái mới, cố gắng kiên trì với những công việc dù không phù hợp với mình. Đến khi nào có nhà cửa ổn định, người tuổi này mới cảm thấy yên tâm, chắc chắn hơn, từ đó tự do làm mọi việc theo mơ ước của mình. Ai trong chúng ta cũng có một thế mạnh riêng trên một lĩnh vực nào đó. Nếu biết phát huy được điểm mạnh này, chắc chắn chúng ta sẽ gặt hái được thành công. Vậy bạn có từng đặt câu hỏi 12 con giáp giỏi nhất là điều gì hay không? Hãy cùng kênh Phong Thủy Gia Cát đi tìm hiểu ngay trong nội dung tiếp theo của chương trình. Tuổi Tý, khả năng học hỏi. Tính cách của người tuổi Tý có phần nhu nhược, nguyên nhân chủ yếu là vì họ nhát gan, làm việc gì cũng cực kỳ thận trọng. Vì thế, để phát triển bản thân, họ đã rèn luyện cho mình khả năng học hỏi, nắm bắt vô cùng nhanh chóng. Điển hình là khi còn nhỏ, con giáp này đã thường là con ngoan, trò giỏi. 2. Tuổi Sửu, khả năng thích ứng. Người tuổi Sửu luôn vô cùng cần cù, chăm chỉ, nổi tiếng với cái danh chín chắn, giao bất cứ việc gì cho họ cũng sẽ cảm thấy cực kỳ yên tâm. Họ cũng có năng lực thích ứng rất mạnh, có thể hòa hợp và tìm cách thích nghi trong bất kỳ hoàn cảnh nào. 3. Tuổi Dần, khả năng lãnh đạo. Người tuổi Dần là người lãnh đạo trời sinh, bởi họ làm việc gì cũng luôn nghiêm túc, lại rất có uy, rất thích hợp với vị trí điều hành những người khác. Nhờ có khả năng này mà họ chắc chắn sẽ đưa nhân viên của mình đi tới thành công.
tuổi Mão, khả năng liên tưởng. Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão thường rất hòa nhã, dễ thương, được mọi người yêu mến. Khả năng liên tưởng của con giáp này rất mạnh, vì thế họ thích hợp làm những công việc yêu cầu tính sáng tạo cao, ví dụ như nghệ thuật gia, nhà thiết kế. Tuổi Thìn, khả năng tổ chức. Người tuổi Thìn nhanh nhẹn, tốt tính, thích hợp những nơi đông người, vì thế họ rất thích những hoạt động tập thể để gắn kết tình cảm. Nhờ sở thích này, họ rèn được khả năng tổ chức rất khoa học, dù sao cũng có kinh nghiệm lên kế hoạch vui chơi cho mọi người. Tuổi Tỵ, khả năng trò chuyện. Tử vi cho rằng người tuổi Tỵ rất khôn khéo, họ giỏi trò chuyện, giao lưu với mọi người. Chính vì thế mà luôn có rất nhiều bạn bè, nếu được làm lãnh đạo, họ chắc chắn sẽ rất được lòng nhân viên. Bởi thông qua trò chuyện, họ có thể nắm bắt được điều người ta mong muốn. Tuổi Ngọ là khả năng ghi nhớ. Đa phần người tuổi Ngọ đều rất thông minh, chỉ cần nhìn thoáng qua vấn đề là có thể nhớ rõ ràng. Khả năng ấy được bộc lộ rõ nhất khi học tập và đọc sách. Họ có thể nhớ được nội dung rất lâu, nhờ có trí nhớ tốt mà họ sẽ trở thành người đầy tri thức. 8. Tuổi Mùi, khả năng tưởng tượng. Những người tuổi Mùi có khả năng tưởng tượng rất cao siêu, đặc biệt là về những vấn đề trừu tượng. Trong nhiều trường hợp, họ có thể nghĩ ra những việc khác hẳn với mọi người. Con giáp này cũng có thể sử dụng năng lực trời cho của mình vào những công việc yêu cầu trí tưởng tượng cao. 9. Tuổi Thân, khả năng sáng tạo. Người tuổi Thân cực kỳ thông minh, đầu óc rất minh mẫn. Hơn nữa, còn gói sáng tạo nhờ khả năng của mình, bạn có thể nắm bắt vấn đề rất nhanh, sau đó áp dụng thêm cách thức của mình vào để giải quyết vấn đề, khiến mọi người trở nên dễ dàng hơn và suôn sẻ hơn rất nhiều. Tuổi Dậu, khả năng tuyên truyền. Người tuổi Dậu rất giỏi truyền cảm hứng, nhiệt huyết cho mọi người. Họ rất được lòng mọi người nên có bất cứ việc gì kêu gọi, tuyên truyền, họ sẽ là người nhận nhiệm vụ cao cả. Nhờ tài năng này, họ có thể rất thành công khi làm ở lĩnh vực quan hệ công chúng. Tuổi Tuất, khả năng quan sát. Người tuổi Tuất rất nhạy cảm với việc xảy ra xung quanh mình. Họ có thể nhanh chóng nhận ra những vấn đề rất nhỏ sẽ bị mọi người bỏ qua. Khả năng quan sát hơn người này khiến họ cực kỳ thành công nếu như làm cảnh sát. 12. Tuổi Hợi, khả năng chấp hành. Người tuổi Hợi vốn tính thật thà, họ chẳng bao giờ nghĩ đến việc lợi dụng hay mưu cầu tính kế. Vì là một người đáng tin cậy nên họ có khả năng làm việc, chấp hành nhiệm vụ rất tốt. Bất kể cấp trên, giao phó hay mọi người nhờ vả, họ đều sẽ cố gắng làm, hết công, hết sức. Hy vọng thông qua chương trình ngày hôm nay, quý vị và các bạn đã có thể nắm rõ những hiểu biết năng lực của chính bản thân, từ đó tìm ra được hướng đi mới có thể về ban nào. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Quý vị hãy ủng hộ kênh Phong Thủy Gia Cát bằng cách like, đăng ký để ủng hộ cho ban biên tập của chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.